Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua đồng khởi mới được các ngành các cấp, các đơn vị địa phương quan tâm và chỉ đạo thực hiện thường xuyên liên tục. Tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội. 3 năm qua, phong trào thi đua đồng khởi mới trên địa bàn xã Hưng Khánh Trung A thật sự đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, tạo được sự đồng thuận cao, tích cực hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy xác định nội dung thi đua theo phương châm 2 chân 3 buổi bằng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung A đã xây dựng kế hoạch tập trung xây dựng chi bộ ấp trong sạch vững mạnh toàn diện theo tinh thần nghị quyết 02 của tỉnh ủy Bến Tre và kế hoạch của huyện ủy Mỏ Cày Bắc. Chi bộ các ấp Gia Khánh, Cái Tắc, Thanh Điền đã đạt trong sạch vững mạnh toàn diện vào năm 2020, 2021 và 2023. Thì qua 2 năm quá trình phấn đấu thực hiện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể đảng viên chi bộ và sự đồng lòng và quyết tâm của nhân dân ấp nhà, thì đến tháng 6 năm 2021 thì chi bộ đạt cái chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Thì sau khi mà xây dựng thành công cái chi bộ trong sạch vững mạnh thì hàng năm thì chi bộ tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong cái thời gian qua, để hàng năm thì đều giữ vững cái danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh cho đến nay. Thì chi bộ tiếp tục phát động trong rộng rãi trong toàn thể đảng viên chi bộ và quần chúng nhân dân để thực hiện cái phong trào thi đua đồng khởi mới. Thì qua 3 năm phát động phong trào thì nhiều cái tập thể, cá nhân, đảng viên chi bộ đã quyết tâm thực hiện với cái tinh thần là quyết liệt, là tự tin, dám nghĩ, dám làm. Hiện đảng ủy xã Hưng Khánh Trung A chọn ấp Gia Phước làm điểm đăng ký phát động phong trào thi đua đồng khởi mới với nội dung ấp Gia Phước luôn giữ vững và nâng cao các tiêu chí chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Cùng với việc xây dựng chi bộ ấp trong sạch vững mạnh toàn diện thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được quan tâm thực hiện. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng các tiêu chí giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện luôn được đảng ủy xã chú trọng. Qua theo dõi, các chi bộ được công nhận danh hiệu này đều giữ vững và thực hiện tốt các nội dung nâng chất. Hiện chi bộ hai ấp Tân Hưng và Hưng Nhơn đã hoàn thành hồ sơ chuyển về trên chờ thẩm định công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Ngoài ra, việc sinh hoạt chi bộ cũng thường xuyên đổi mới cả hình thức lẫn nội dung, lồng ghép vào đó là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng thì chúng tôi cũng đưa ra những cái nội dung về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhưng mà nội dung chủ yếu là vấn đề về cái tư tưởng là đầu tiên. Thì sau khi triển khai trong chi bộ rồi triển khai qua mặt trận và các cái đoàn thể cũng như tổ dân tự quản, thì thông qua các cái cuộc họp định kỳ của các cái đoàn thể cũng như của tổ dân tự quản, rồi trong vấn đề mà kiểm tra thực hiện thì hàng năm cũng cho phát động cho đảng viên chúng ta viết cái đăng ký cam kết để tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm, và hàng tháng thì cũng có đưa ra cái chương trình kế hoạch để kiểm tra đảng viên chấp hành trên cơ sở cái nội dung mà của từng đảng viên mà đã đăng ký cam kết. Thì qua đó là thì đảng viên cũng làm cái tự kiểm, rồi là nêu những cái hạn chế trong vấn đề cái nội dung mình thực hiện, rồi là tập thể chi bộ đóng góp thì sau khi đóng góp thì cá nhân của đảng viên thì được kiểm điểm, thì cũng là nhận thấy cái tiếp thu ý kiến của cá nhân của tập thể đóng góp. 3 năm qua, xã Hưng Khánh Trung A đã tập trung xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp trên cây dừa, cây giống và hoa kiểng. Theo đó đã thực hiện 100 hecta vườn dừa hữu cơ. Hiện công ty dừa Thuận Phong tiếp tục khảo sát và thẩm định thực hiện đề án với diện tích 170 hecta. Riêng đối với kế hoạch xây dựng 90 hecta cây giống và hoa kiểng, qua thống kê hiện đã đạt 98 hecta vượt chỉ tiêu. Cùng với đó, tiếp tục duy trì các làng nghề hỗ trợ tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn xã có một hợp tác xã nông nghiệp với 169 thành viên hoạt động cơ bản ổn định. Song song đó, công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn trên 2,7%, đạt chỉ tiêu nghị quyết. Đặc biệt, thời gian qua, địa phương đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và đưa vào sử dụng tuyến đường bộ Thầy Phó đi Tân Thanh Tây. Bờ bao ấp Gia Phước giai đoạn 2, bờ bao ấp Tân Nhân, Thanh Điền, Cái Tắc giai đoạn 2 và tuyến đường ấp Tân Hưng
cùng với quyền lộ 41 từ cầu 10 sao đến quyền lộ 39 đã có quyết định sửa chữa đang chờ thi công. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng xã nông thôn mới và tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao cũng được quan tâm thực hiện. Đến nay, xã cơ bản đạt 10 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã chọn ấp cái tắc xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên cũng như là người dân, làm cho người dân cũng hiểu rõ được cái chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như là cái kế hoạch hàng năm của đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Thì qua đó thì cũng giúp cho cán bộ, đảng viên cũng như là người dân nắm chắc được những cái mục tiêu cần đạt được theo cái phương châm là hai chân ba mũi, tạo được cái sự thống nhất, đồng thuận trong đảng, trong toàn dân để quyết tâm là thực hiện đạt được cái chỉ tiêu mà đảng ủy xã đã đề ra từ đầu năm. Về cái phương châm hai chân ba mũi, chân thứ nhất là tập trung thực hiện đạt và vượt các cái mục tiêu về cái công tác xây dựng đảng. Thêm đó là xây dựng chi bộ là trong sạch vững mạnh toàn diện. Cái chân thứ hai là phục hồi và phát triển kinh tế. Về cái ba mũi thì đối với cái mũi thứ nhất là huy động cái nguồn lực để phát triển hạ tầng và kinh tế xã hội. Đối với cái mũi thứ hai là xây dựng cái xã nông thôn mới cũng như là xã nông thôn mới nâng cao. Và cái mũi thứ ba là tập trung thực hiện các cái hoạt động của văn hóa xã hội, các cái chính sách xã hội cũng như là phát triển cái nguồn lực. Qua triển khai thực hiện chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre trên địa bàn xã Hưng Khánh Trung A đã khơi dậy lan tỏa tinh thần đồng khởi mới trong toàn đảng, toàn dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của nhà nước trong phong trào thi đua. Từng cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân xem thi đua đồng khởi mới vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm để đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.